Xin chào các em, tiết học này chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về phần mềm hỗ trợ trình chiếu hình ảnh với Powtoon. Mục tiêu kiến thức. Thứ nhất, hiểu biết về đặc điểm và chức năng của Powtoon. Thứ hai, có khả năng sử dụng Powtoon. Sau đây là giới thiệu về phần mềm Powtoon. Powtoon là một ứng dụng web miễn phí được lấy cùng tên với công ty sáng lập Powtoon ở Anh năm 2012, cho phép người dùng tạo ra các bài trình chiếu và video hoạt hình hấp dẫn. Địa chỉ ứng dụng. Và đây là giao diện khi chúng ta truy cập vào địa chỉ của Powtoon. Vậy thì ở giao diện này chúng ta cần lưu ý. Thứ nhất, đăng nhập khi đã có tài khoản thì chúng ta sẽ chọn vào mục Login. Thứ hai, để đăng ký khi chưa có tài khoản, chúng ta sẽ chọn vào mục Sign up. Vậy, đặc điểm và chức năng của phần mềm Powtoon như sau. Thứ nhất, về đặc điểm. Đó là có thể sử dụng các thiết bị chuyên nghiệp trong các video, thêm nhạc nền cho bài trình chiếu, dễ dàng thay đổi phong cách văn bản để phù hợp với chủ đề. Sử dụng thư viện khổng lồ về các mặt hàng, nhân vật và hình động để vẽ. Sử dụng các nhân vật hoạt hình để làm cho video xuất hiện chuyên nghiệp và hấp dẫn. Xuất bản video lên YouTube hoặc tải về máy tính của em. Về chức năng, trực quan, sinh động, dễ sử dụng. Yêu cầu em không cần phải là một nhà làm phim hoạt hình chuyên nghiệp hoặc bắt đầu với Powtoon. Powtoon cung cấp tất cả các công cụ hoạt hình để hỗ trợ em tạo ra các video hoạt hình và thuyết trình hoạt hình của riêng em trông thật chuyên nghiệp. Thứ hai, xuất bản đơn giản. Em có thể xuất video lên YouTube hoặc tải về máy tính của em. Ngoài ra, em có thể chia sẻ đa dạng trên Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Plus, email hoặc một số mã nhúng vào một trang web. Thứ ba, kết quả chuyên nghiệp. Giao diện người dùng Powtoon đã được thiết kế rộng rãi và ưa nhìn. Em có mọi công cụ hoạt hình yêu cầu trong tầm tay của em và Powtoon luôn bổ sung thêm nhiều tính năng, mẫu và phong cách. Thứ tư, làm sinh động các bài thuyết trình. Với những nhân vật năng động, hình ảnh bắt mắt và các chuỗi văn bản tích cực, Powtoon giúp em nắm bắt sự chú ý và trí tưởng tượng của khán giả. Tiếp theo đó là về ưu điểm và nhược điểm của Powtoon. Đối với ưu điểm, đây là có phiên bản miễn phí, phiên bản beta, ngoài ra còn có các phiên bản có phí. Thứ hai, trực quan, dễ sử dụng. Thứ ba, hỗ trợ đa dạng, thư viện panel. Thứ tư, chia sẻ đa dạng thông qua Facebook, YouTube, v.v. Thứ năm, phông chữ đa dạng. Về nhược điểm, phiên bản beta chỉ cho làm bài thuyết trình tối đa 5 phút, sử dụng lâu hơn thì chúng ta cần phải trả phí. Thứ hai, phù hợp làm video quảng cáo, giới thiệu ngắn về cá nhân, thương hiệu, sản phẩm. Thứ ba, phông chữ chưa hỗ trợ tiếng Việt. Hiện tại đối với phần mềm Powtoon thì phông chữ hỗ trợ tiếng Việt thì cũng đã có một vài phông rồi, cho nên là cái quá trình mà chúng ta sử dụng phông chữ thì cũng còn hạn chế. Cách đăng ký và sử dụng phần mềm Powtoon. Để đăng ký tài khoản, ta mở trình duyệt web và nhập địa chỉ powtoon.com. Nhấy vào Sign up phía trên cùng bên phải để đăng ký tài khoản sử dụng miễn phí. Sử dụng tài khoản Google hoặc Facebook hoặc LinkedIn. Sau đó điền thông tin tài khoản đầy đủ, nháy Sign me up. Để có thể sử dụng lâu dài phần mềm, ta cần nâng cấp phần mềm và trả phí bằng cách chọn Pricing. Khai thác và sử dụng phần mềm Powtoon. Đầu tiên là chúng ta sẽ đăng nhập vào Powtoon.
và thực hiện chọn mục My Powtoon để chọn lựa bài trình chiếu theo dạng video có sẵn hoặc tự thiết kế. Nếu như chúng ta chọn Customize a Popular Template và chọn một mẫu có sẵn, thì đây là chúng ta sẽ chọn theo dạng video đã thiết lập sẵn. Còn nếu như chúng ta muốn tự thiết kế, thì chúng ta sẽ chọn mục là Start from Scratch để mở giao diện thiết kế bài trình chiếu. Vậy để tự thiết kế bài trình chiếu thì em có thể thực hiện một số thao tác cơ bản sau. Thứ nhất là đặt tiêu đề và lưu. Thứ hai, xuất bài trình chiếu lên mạng hoặc xuất theo dạng định dạng file khác nhau. Thứ ba, thêm slide mới. Thứ tư, vùng soạn thảo. Thứ năm, chọn lựa cách bố trí hình nền, phông chữ, chèn âm thanh, hình ảnh, vân vân. Thứ sáu, bật hoặc tắt thanh điều chỉnh thời gian. Thứ bảy, xem bài trình chiếu. Sau khi hoàn thành thiết kế bài trình chiếu, ta có thể xuất bài trình chiếu theo nhiều dạng khác nhau và có thể chia sẻ trên mạng Facebook, YouTube, vân vân, hoặc thành các file .mp4 hoặc file PowerPoint, vân vân. Như vậy, cái nội dung về lý thuyết của phần mềm PowerPoint đến đây là kết thúc. Xin chào các em.